Thưa quý vị, trong ngày 13 tháng 7, lễ trao giải Emmy năm 2022 đã diễn ra tại Los Angeles của Mỹ. Và Emmy được coi là một giải thưởng cao quý nhất của ngành công nghiệp phim truyền hình và đã được ví như là giải Oscar của giải truyền hình. Dẫn đầu với 25 đề cử tại giải thưởng Emmy năm nay, phim truyền hình Succession, tạm dịch là Kế Nghiệp do HBO sản xuất, đã giành được giải phim truyền hình xuất sắc nhất, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác. Tác phẩm giành chiến thắng series phim truyền hình xuất sắc nhất, giải thưởng quan trọng nhất của Emmy hàng năm, đã gọi tên Succession của đài HBO. Nội dung phim kể về một gia đình giàu có, quyền lực trong giới truyền thông Mỹ và các thành viên tranh giành quyền thừa kế. Chúng tôi rất biết ơn khi nhận được vinh dự này. Đây là nhờ nỗ lực phi thường của thành viên và đoàn làm phim. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn bộ ekip và HBO, những người đã bảo vệ và ủng hộ chúng tôi. Succession cũng mang về giải biên kịch xuất sắc với kịch bản hấp dẫn cho nhà biên kịch Jesse Armstrong. Trong khi đó, nữ diễn viên người Mỹ Zendaya đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim truyền hình dài tập Euphoria. Zendaya là nữ diễn viên trẻ nhất từng được đề cử tại lễ trao giải Emmy khi ở tuổi 25. Hạng mục đạo diễn phim hài xuất sắc nhất năm nay xướng tên của đạo diễn MJ Delaney, đạo diễn của bộ phim hài Ted Lasso. The White Lotus đã giành giải Emmy cho loạt phim giới hạn hoặc tuyển tập xuất sắc nhất.